các chúng nghe ra đây có một mặt. Đúng là con trai của ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng review qua bộ trang phục Grack tiệc bãi biển. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua về những cái chi tiết vô cùng nổi bật. Ví dụ như là lỗ rốn của Grack rất là giống với Chai En trong truyện Doraemon, không biết là các bạn có xem hay không. Đấy, thân hình vạm vỡ, ui, thật sự với các bạn là 6 múi luôn, 6 múi chập thành một múi mất rồi. Úi giời ơi, chập thành một múi hẳn hoi, to thật sự. Có hai cái gáo dừa và trên gáo dừa có một cái bàn tay vô cùng mềm mại, và không biết tại vì sao lại có thể thiết kế ra một cái bộ trang phục nó bựa như thế này. Ở đằng sau thì có một cái két bia ở đây thì được trang trí là một cái cây dừa nhá. Đấy, cây dừa thì có một cái két bia, có một cái vòi thì các bạn có thể mở bia ra uống. Cái này mình cũng không biết là phải là két bia hay không, hay là một cái bình chứa nước ngọt hay là chứa nước dừa đó. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đằng sau đeo này. Rồi, trên tay của vị tướng Grack, thay vì một cái móc kéo như bình thường, bây giờ là móc kéo của Grack, đó là một cái bộ càng của cua hoàng đế các bạn ạ. Đấy, cái bộ càng vô cùng to, và đặc biệt là ăn mặc rất là giống với kiểu thổ dân, ăn mặc cực kỳ thời trang, phong cách. Trên đầu thì đội một cái nón, cái này thì mình không biết miêu tả ra làm sao, nhưng mà trên tay thì có đeo một cái vòng tay bông hoa, có bông hoa. Quả thật thì bộ trang phục này có quá là nhiều chi tiết. Ngoài ra thì có những cái vỏ sò, ui ơi, có cái quần ui. Ui các bạn ạ, các bạn để ý nhá, trên cái móc kéo của vị tướng này nó có một cái quần hình tam giác, sao nhìn nó quen thế giấy, sao nhìn là đi biển hình như là chúng ta, ôi không biết là Grack móc được của ai đây, của cái quần hình tam giác cái kia. Khung cảnh đằng sau là khung cảnh của bãi biển nha. Quả thật màn review về bộ trang phục này hơi bị tốn thời gian bởi vì có quá là nhiều chi tiết các bạn ạ. Có cả vỏ sò rồi, có cả con sao biển trên vai vị tướng Grack đây này. Hi yo, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình của các bạn đây. Nếu như các bạn đang xem clip của mình thì mình xin chúc cho tất cả các bạn có những phút giây thật là vui vẻ. Chúc cho các bạn cũng như là gia đình luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe bên nhau. Còn ngày hôm nay thì thực hiện theo yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả, các bạn mong muốn mình làm clip về vị tướng Grack. Vậy nên là mình đem đến cho mọi người để xem sức mạnh vị tướng này ra sao. Trước tiên thì mình sẽ thể hiện một màn kéo mù mắt thử xem. Kéo chuẩn được Vera rồi anh em ơi. Wow, mất nửa cây máu của Vera nhưng thật sự rất đáng tiếc. Cái niềm vui của mình không được trọn vẹn khi mà đồng đội của mình không tiêu diệt được Vera thời điểm đầu game nha. Vậy nên điểm hỗ trợ của mình vẫn đang là không các bạn ạ. Nhiều bạn chắc hẳn cũng biết đây là bộ trang phục gì rồi, còn nhiều bạn chắc hẳn cũng chưa biết đâu. Wow, Vera khen mình kéo hay. Wow. Cảm ơn bạn nhiều nha. Đấy, khi mà đối phương khen hay như thế này tôi là mình sẽ tự tin hơn rất nhiều với những cái pha kéo của mình nha. Có cơ hội thì chúng ta sẽ kéo, còn không thì chúng ta sẽ không kéo đâu. Nên nhớ là đây là bộ trang phục, chắc hẳn các bạn nhìn thấy qua hộ kỹ năng của nó các bạn đoán được rồi. Đây là bộ trang phục tiệc bãi biển mà trước đây mình cũng đã review cho tất cả các bạn, với hiệu kỹ năng vô cùng đặc biệt và kèm theo đó là về cái ngoại hình nhá. Nào, bây giờ mình sẽ di chuyển dần ra khu vực đường giữa. Đây này, đang có Vera. Cẩn thận Elsu ơi, trời đất ơi, đứng đấy mà ngắm tê thì chịu rồi, không cứu được luôn ấy. Thật sự bạn đánh kiểu này thì tôi cũng bó tay. Tôi bây giờ gặp nguy hiểm về tính mạng đây này, thêm cả Natalia làm cái gì ấy. Em đứng đây em kéo luôn. Kéo. Úi giời ơi, kéo xịt mất rồi. Đáng ra vấn đề là phải kéo trứng là kiểu gì mình cứ có mạng ngay. Nhưng mà thôi, lâu lắm rồi chưa chơi Grack, chưa kéo. Thế nên là luyện tập của mình, cái độ luyện tập của mình trở lại vị thứ này ấy, nó chưa được hoàn hảo nha. Mong các bạn thông cảm giúp mình. Chủ yếu là clip này sẽ review cho mọi người về bộ trang phục Grack từ bãi biển. Ngoài ra, với một phong cách Grack lên full phép nha mọi người. Chơi luôn Grack lên full phép cho nó sợ luôn. Ơ cái gì vậy ông Gidu? Nào từ từ anh em ơi. Thôi xong, mình sẽ kéo thử nhá. Ôi trời ơi, gặp trứng Vera lại có một mạng của Vera thế này. Không thể tin nổi, tự nhiên lại ngáp ngay phải Vera. Thế là mình được một mạng rồi. Grack mà lên full phép ấy thì quả thật nó cũng khá là thốn đấy các bạn. Sau khi mình kéo một cái thôi hoặc là mình dậm chơi một thôi là nó cũng đủ thốn rồi. Nào, bây giờ tiếp tục mình sẽ kéo luôn. Kéo vào Van Hên rồi đập nó. Đúng rồi, Elsu bắn đi Elsu ơi. Bắn tiếp vào nó, bạn ơi mình hỗ trợ nhiệt tình rồi. Hay quá, may quá mình không sao cả, mình không có bị chết nha. Thế là được một mạng hỗ trợ tiếp. Tận dụng được cái càng. Thật ra thì tận dụng được cái móc kéo của vị tướng Grack trong bộ trang phục này nhìn nó bự hơn, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó xuất sắc hơn. Như các bạn cùng để ý là cái móc
kéo trong trận đấu ngày hôm nay trong bộ trang phục này của Grack ấy, nó là cái càng của cái con cua thì phải các bạn ạ. Con cua là con tôm ấy, tôm hùm, nên mình nghĩ là như là con cua hoàng đế kiểu vậy. Đấy, trận đấu này thì mình cũng sẽ không lên đồ phụ trợ nha. Mình sẽ không hỗ trợ một ai. Mình sẽ cố gắng làm sao ăn mạng được nhiều nhất có thể. Anh em ơi, thì luôn bờ ra đây này. Mình ra mình kéo cho, mình móc cho. Móc được chuẩn rồi, mút luôn. Mút chút. Đi đâu bờ rai bốc cười. Nhưng mà khó KS quá. Thời gian này mình chưa có được nhiều đồ mọi người ạ. Mình không có lên đồ phụ trợ. Bởi vì nếu mà mình lên phụ trợ xong thì mình sẽ kiếm được lượng vàng rất ít nếu mà đi cùng với đồng đội. Ở như vậy thì rất tới một điều, mình sẽ khó lên được full trang bị phép nhanh nhất có thể trong trận đấu ngày hôm nay nhá. Mong các bạn thông cảm giúp mình với. Đây đang có Vera này. Vera hôn mình thì mình kéo Vera thôi. Đấy, chúng ta trao nhau yêu thương. Nhưng mà Natalia sấy như thế này thì chịu rồi. Sấy kiểu này thì ai đỡ nổi đây. Với những trang bị trận đấu ngày hôm nay thì trước hết trang bị đầu tiên như các bạn cùng quan sát là mình đã lên giày kiên cường. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là trượng bùng nổ, vương miện Amex, xuyên tâm lệnh, quả cầu bất tử. Kéo, ui sời, mù mắt. Tính KS mà ai ngờ không được. Quả cầu bất tử và trang bị cuối cùng đó là sách thánh nha. Đấy là full trang bị phép. Sau khi lên full xong, các bạn mà kéo được cái chiêu 2 trúng vào rồi thì nó cũng rất đủ thốn nha. Là nó cũng thốn ra phết đấy các bạn ạ. Grack full phép đừng có quay thường làm gì. Bản thân mình trong trận đấu ngày hôm nay thì cũng chưa ăn được nhiều mạng. Và đây, đi đu làm gì đấy. Ôi giời, ông tốc biến ông chưa cuối kiểu vậy thì em lạy anh luôn, anh đi đâu. Chơi nó, mút luôn. Mút, chút. Mình xin một mạng này. À có van lên à, đánh luôn. Mình sẽ ôm cho bạn. Và sau đó ấy, chờ đợi cho chiêu 2 hồi. Kéo, mình xin đời mạng double kill. May quá. May quá là mình không bị Vera nó giết chết. Tức là được 3 mạng rồi. Đây là tiền đề giúp mình có thể lên được nhiều trang bị phép hơn nhá. Thật ra thì mình vẫn khuyến khích các bạn chơi phong cách Grack, chơi tử tế một phong cách quá quen thuộc đó là đi hỗ trợ đồng đội. Nhưng mà đây là do yêu cầu của các bạn khán giả tôi mong muốn mình làm Grack tên full phép. Vậy nên là mình trận đấu này không hỗ trợ một ai nha. Grack tuyên bố một mình không hỗ trợ một ai. Trận đấu ngày hôm nay với cái bộ trang phục đặc biệt như thế này thì chắc hẳn cũng gây ấn tượng cho mọi người. Ok, có trụ rồi. Bây giờ mình cùng với Elsu sẽ di chuyển dần lên đường trên. Bởi vì team mình đang muốn ép trụ đường trên đây này. Đánh nhau to quá. Mình hứa là mình chỉ hỗ trợ mà thôi. Hứa là hỗ trợ mà thôi. Chỉ cần kéo hỗ trợ đồng đội. Ôi tôi chết rồi, lỡ tay ăn mạng rồi. Đây lại còn cái mạng bán đạo nữa chứ các bạn ạ. Cái gì vậy Gidu? Mút luôn bằng chiêu cuối. Thôi xịt mất rồi. Team bạn gọi người lên, sợ quá. Anh em ơi, đánh luôn anh em ơi. Đánh luôn. Thôi xong rồi. Nhưng mà dù sao sau khi mình bị hạ gục thì lập tức các bạn cùng vừa xong quan sát là được qua hiệu ứng kỹ năng vô cùng đẹp nha. Đó là Grack chết một cái sẽ tạo ra một cái cơn lốc xoáy. Như kiểu ngoài biển chúng ta hay chứng kiến một cái cơn lốc xoáy á. Điểm nổi bật của bộ trang phục này đó là có cây dừa đằng sau lưng này. Ngoài ra thì Grack sở hữu một thân hình 6 múi. 6 múi nhưng bị chập thành 1 múi rồi các bạn ạ. Tiếp theo là với trên tay của vị tướng Grack đó là tay trái thì phải. Có một cái móc. Móc này được tạo nên bởi một cái càng cua nhá. Cua này là con cua siêu to. Con cua siêu to khổng lồ đấy. Bởi vì cái móc của nó, cái càng của nó nhiều, đủ thì khiếp rồi. Nói chung là về cái tạo hình của bộ trang phục này vô cùng là ngộ nghĩnh và đáng yêu nha mọi người. Điểm rõ ràng hơn nữa đó là hiệu kỹ năng của nó cũng tuyệt vời. Hy vọng rằng bộ trang phục này cũng không hút máu để cho các bạn có thể sở hữu. Ý kiến các bạn ra sao về chiêu cuối? Chiêu cuối thì sau khi các bạn kích hoạt sẽ tạo ra hình như hình con cá mập thì phải. Này mình kéo chuẩn cho. Kéo chuẩn là có mạng rồi. Bây giờ cứ kéo dậm chiêu một cái là đủ KS. À không, đủ lỡ tay ăn mạng của đồng đội chết. Chết thật. Ôi tôi xong rồi Elsu ơi. May quá Elsu chạy được anh em ơi. Mình có chiêu cuối đây. Mút chút. Đấy. Mút một cái là hỗ trợ đồng đội luôn. Này kéo tiếp thịt nó anh em. Mình cứ kéo nhưng mà đồng đội của mình kiểu hơi bị chậm ấy các bạn ạ. Phản ứng hơi chậm. Hiện tại thì theo những thông tin thì trong phiên bản sắp tới với tướng Grack của chúng ta không hề có sự thay đổi về sức mạnh nha.
Mặc dù đã hé lộ bộ trang phục này rồi nhưng mà Grack không hề hé lộ một tí gì về đến từ tăng giảm sức mạnh tướng. Nếu như là không có sự thay đổi thì coi như vị tướng này nó vẫn rất bình yên các bạn ạ. Vẫn được sử dụng nhiều, nhà nhà sử dụng, người người sử dụng, keo 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 kéo chuẩn vào Gidu. Nhưng mà Gidu nó cơ động các bạn ơi, biết ngay mà. Lúc mình mút chữ cuối là nó chạy được luôn, hơi đáng tiếc nha. Thời điểm này là thời điểm team mình cần ép trụ thôi. Nhưng mà mỗi tội là team bạn dọn lính là hơi bị nhanh. Thôi, có lẽ là không lấy được cái trụ này đâu. Bởi vì là team bạn cũng dọn xong lính rồi. Chúng ta sẽ di chuyển dần sang khu vực khác để lấy trụ nha. Ép trụ dần dần, ép trụ từ từ. Gì đâu mà phải vội. Mình cũng chưa phun được đồ mà. Cố gắng làm sao ăn thêm nhiều mạng nữa, farm thêm nhiều lính nữa để có thể lên được nhiều đồ, lên được nhiều đồ phép nha. Anh em cẩn thận đi. Team mình cá Phoenix đang đầy lẻ rồi. Mình phải lựa được thời cơ mình mới gắp được. Anh em đi theo mình là có mạng anh em ơi. Đi theo mình gắp cho. Ôi ôi, cứu luôn cá Phoenix đây. Mỗi tội là team nó đông quá. Kéo này, kéo chuẩn, kéo được ngay Gidu. Gidu bị mút chụt 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 chụt. Đấy, Gidu chết. Nhưng mà để mà cái ép được mạng với Amelie thì hơi khó các bạn ạ. Bởi vì Amelie đam rất to. Nào chơi tiếp này. Ôi dồi ôi, nhưng mà team nó đông quá. Thôi thôi thôi, kéo. Úi xời, mù mắt. Hát đấy mà kéo chúng thì biết đâu được mình lại có mạng thứ 6 thì sao. Thôi nha, để cho các bạn tự lo liệu mình về đây. Yêu máu rồi thì nên về. Chứ mình cũng không muốn nhây. Team bạn chỉ mới ăn được có 5 mạng thôi. Mà team mình ăn đến 22 mạng rồi. Không biết là đồng đội của mình có hiểu ý hay không. Bây giờ mà ăn tà thần một phát là ngon ngay. Mình ping suốt từ vừa nãy đến giờ mà đồng đội của mình cứ làm ngơ. Trận đấu này tính ra mình còn nhiều vàng hơn cả Natalia luôn. Tà thần thì không ăn, bây giờ lại kéo team bạn ra chỗ này đánh nhau nữa thì chịu luôn. Thôi, mình ra mình kéo bừa nha. Móc bừa, móc được ngay Gidu chưa cuối luôn. Ôi giời ơi, gặp ngay Gidu mỗi lần nó đều cơ động các bạn ạ. Mình cứ móc cho là nó lướt nó chạy được luôn. Anh em bình tĩnh nha, phải chờ mình mà móc được cái con mồi nào cái là anh em thịt luôn. Cứ đi theo mình đi, nó lại đánh nhau rồi à. Thôi thì móc bừa, móc được vào luôn. Omega, đập luôn Omega. Ôi cái tầm này khó cái hết mạng quá. Suốt từ vừa nãy giờ là mình kiếm được rất nhiều mạng hỗ trợ rồi. Mà không thêm được một chút gì đến từ điểm hạ gục. Team bạn đâu rồi? Ôi team bạn không ra thủ à? Ôi từ. Đông quá, thôi chịu không cứu được cả Phoenix luôn. Các bạn nên nhớ nha, nhiều bạn chơi Grack mắc phải một cái sai lầm này không nên. Đó là nhiều khi các bạn không thấy đồng đội ở bên cạnh nhưng các bạn cảm thấy quen tay, các bạn toàn kéo đối phương thôi. Sau khi các bạn kéo đối phương về thì các bạn chả có lượng sát thương để tiêu diệt đối phương. Căn bản là đồng đội của các bạn cũng không đứng cạnh thì lập tức các bạn sẽ bị nó giết ngược lại luôn. Vậy nên nhớ ấy là mỗi lần đánh Grack khi mà kéo thì chắc chắn phải có đồng đội ở bên cạnh để thêm đam nhá. Chúng ta kéo chuẩn một phát đồng đội của mình sẽ ăn hôi luôn. Như vậy là một cái điều rất là tuyệt vời. Hạn chế kéo một mình. Kéo xong chả có ai hỗ trợ thì đừng có kéo đấy. Nhưng bây giờ mình kéo phát đồng đội của mình hỗ trợ này. Thế là Omega chết rồi. Phải ôi thì gặp ngay Van Hen đi kiểu này thì thôi em xin mạng của anh cái coi. Anh lên bảng thôi. Khó hiểu thật sự. Này Tà Tân. Đâu rồi đồng đội đâu? Cà phê đi đâu rồi? Ăn Tà Tân El Su đâu? Thời điểm này ăn Tà Tân rất hợp lý đây này. À các bạn cho mình xin tầm 10 giây nha. Mọi người có thể ấn vào nút like clip này giúp mình với. Bởi vì clip của mình nhiều bạn xem nhưng mà không có ấn like. Mình cảm thấy rất buồn. Ngoài ra các bạn nào chưa ấn đăng ký kênh thì có thể cho mình xin một đăng ký kênh ủng hộ. Không thì các bạn có thể để lại comment ý tưởng, mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn khán giả. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ khép gấp và kéo lên bờ rai này. Kéo cho một cái kích quạt chiêu cuối luôn để mút. Mút chút. Thôi kìa. Phí quá, bờ rai vẫn chạy được luôn. Thôi, đây là tầm thời điểm team mình cần ép trụ nha. Bắt luôn này, mình kéo chuẩn cho. Van Hen đi đâu? Van Hen đi đâu ạ? Van Hen cũng chết rồi. Gấp là phải chuẩn, kéo là phải dính. Ok, chắc chắn là team mình đã có một đường lính xuống cấp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận và kéo tiếp. Dí luôn. Ui thôi, đang tính KS mà không thành công. Thôi kết thúc trận đấu luôn tại đây nhá, team bạn không thủ được nhà đâu. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ ấy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye.